bốn điểm chính là gì? Tôi nhắc lại, nhắc lại nữa nhắc biết là tôi xấu hổ luôn. Mọi hoạt động của mình đều là hoạt động của sáu căn, xem chưa? Bây giờ mình đi toilet hay mình nấu ăn hay là mình đi làm gì thì cũng là sáu căn làm việc, đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì là mình mọi hoạt động của chúng sanh, từ con người cho tới con thú, nó đều hoạt động của sáu căn thôi. Mà nếu mà hoạt động đó nó được thực hiện bằng tâm lành thì mình gọi đó là thiện nghiệp. Nó sẽ tạo ra sáu cái cảnh trần như ý. Còn nếu mà sáu căn mà nó biến sáu trần bằng cái tâm ác thì nó sẽ tạo ra cái quả là sáu trần bất toại. Thấy chưa? Mà khổ một chỗ là đối với cái người không tu hành á, khi mà họ đón được cái quả lành thì họ đón bằng tâm tham. Mặc dù cái quả lành hồi xưa là nó có do tâm thiện, nhưng mà khi mà nó trổ ra thì người phàm đón nó bằng tâm tham. Còn cái quả bất toại đó, nó được tạo ra từ nghiệp xấu, đúng không? Nhưng mà khi mà nó trổ quả đó, thì ta biết nó bằng tâm tâm sân. Tâm sân, nghe kịp không? Như vậy thì phàm phu á, hồi mà tạo nhân thì đúng là có nhân thiện, nhân bất thiện. Nhưng mà ta đúng hưởng quả, hầu hết hưởng toàn là tâm bất thiện thôi. Có nghĩa là gặp cái gì mà mình thích á, gặp cái gì mình như ý á, thì mình tham, mà gặp cái gì bất toại thì mình say. Nghe kịp chưa? Mà tu tứ thượng xứ là gì? Tu tứ thượng xứ là quan sát hoạt động của sáu căn. Nghe kịp chưa? Tôi ước gì trong đây có một người có thể nói rành rõ cái gì. Mà tại sao tôi nản không vậy? Cố làm được không? Chị tôi ôn lại lần nữa nha. Vậy thấy cổ đừng nói là nhớ tốt nhất. Mọi hoạt động của chúng sanh á, hoạt động lớn nhỏ chúng sanh á, chỉ là hoạt động của sáu căn. Thứ hai, nếu mà sáu căn mà nó hoạt động bằng tâm lành á, thì nó sẽ tạo ra sáu trần như ý. Nếu mà sáu căn mà nó hoạt động bằng tâm xấu thì nó sẽ tạo ra sáu trần bất toại. Như vậy thì sáu trần như ý hay bất toại nó đều là quả của nghiệp quá khứ thiện ác, đúng không? Tuy nhiên, tuy cái sáu trần bất toại nó là quả của tâm xấu và sáu trần như ý nó là quả của tâm tốt, nhưng khi mà phàm phu không có tu hành á, mà đón nhận sáu cảnh này á, thì họ đón nhận hầu hết đó bằng phiền não, thì nó sẽ đưa ra quả khác, nữa. Nghe nè, sáu căn biến sáu trần bằng tâm lành á, thì nó tạo ra quả vui. Nó gặp quá vui cái nó lại nó thích quá nó lại lọt vô là tham nó lại tiếp tục. Thế nó tạo ra sáu trần xấu, nghe vậy không? Rồi bây giờ sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu nó tạo ra quả bất toại, mà khi nó biết sáu trần mà nó biết cảnh bất toại thì nó lại sân mà lại tiếp tục tạo ra sáu trần bất toại. Hiểu chưa? Cho nên trời là biển khổ là ngay cái chỗ đó đó, nghe hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ nhắc lại nè, mọi hoạt động của chúng sanh phàm phu chỉ là hoạt động của sáu căn, của sáu căn. Hoạt động của sáu căn hoạt động bằng tâm lành thì sẽ cho ra quả như ý. Sáu căn hoạt động bằng tâm xấu thì sẽ cho ra quả bất toại. Vấn đề ở chỗ là phàm phu khi gặp quả bất toại hoặc là quả như ý đều đón nhận bằng tâm tham, tâm tham hoặc tâm sân. Mà khi ta biết chúng bằng tâm tham sân thì ra quả thì tiếp tục quả xấu nữa. Như vậy thì theo quý vị bao giờ mới có cơ hội để quý vị gặp được quả vui? Rất là ít, đúng không? Có nghĩa là biết nó tu được một chút thì nó có quả lành, đúng không? Mà hãy gặp quả lành cái nó tham có nghĩa là tâm xấu, mà tâm xấu nghĩa là nó tạo ra sáu trần xấu. Như vậy là trong vòng luân hồi lâu lâu mình mới có dịp tu thiện một lần. Lâu lâu là lúc nào? Khi gặp được minh sư thiện hữu. Ví dụ như bây giờ tôi khổ quá, khổ rồi tôi đi bệnh hoạn rồi gia đình đó, thì đi có người tử không biết khuyên nó thôi, bây giờ ông tin hay không thì tiền thôi, chúng nó làm thử đi nha. Một tháng ông mới gần chùa ông vô ông gọi bác quan đi, rồi ông nghèo thì ông qua nhà tôi ông làm gì mà tôi cho tiền không. Nhưng lâu lâu ông dính chút đỉnh ông vô chùa ông cho tăng rồi ông làm phước cho mấy người nghèo vậy đó. Ông nguyện kiếp sau đổi đời như vậy đó, nghe kiểu thì với cái tấm tôi biết tôi giúp vậy chứ tôi không có giúp không đâu nha, tôi giúp như vậy đó.
tôi nói thôi bây giờ tôi không có cho tiền ông, không cho ông không nhậu cũng vậy, vì ông không biết quý tiền, cho nên bây giờ ông qua ở nhà tôi sửa hàng rào, sửa ống nước, tôi cho tiền ông khá khá, ông lấy nó về mua vợ con mà tỉnh tỉnh nhít chút cho mình phước để nguyện chứ sao nó khá hơn trước nha. Chị hơi ăn gặp tôi, còn ổng xui thì không, ổng xui thì coi như là ông tiếp tục nghèo nữa, cứ quần quần lâu lâu gặp Phật cái đời, Phật thấy thương mình thì Phật cố ý Phật ghé tới nhà cho mình để bác. Phật thì có đại bi thì biết là cái tên này nó để mình một cái là nó giàu ngút ngàn sao bánh trịnh môn sơn luôn, nhưng mà nó xui một chỗ nó mà nó giàu sao bắt đầu nó sao ta la đàn bà rượu gái rồi cuối cùng bạc luôn. Nhưng mà vì ngày thương thì ngày giúp đương nhiên là giúp, cho nên thường ấy, ngày nhận sao ngày hay nói một câu gì đó để cho gieo cái duyên, còn nếu mà không có duyên thì sanh ra giàu nước tính. Mà đối với vấn đề tâm linh mình không có nhu cầu, có hiểu tôi đã nói hồi nãy tôi còn nhớ, tôi có hai người con, một đứa bây giờ nó nói là luật sư bác sĩ rất là giàu và mùng tịch Phật pháp, còn đứa thì nó là thầy tu mà giỏi giáo lý thì chắc tôi lo cái thằng mà đời, chứ không thầy tu mình ngon lành đúng không, tại vì tôi thấy là nó ok mà cái này anh tôi biết là anh chết không cần cầu nguyện. Mỗi thằng kia thì ghê quá, bây giờ nó giàu thì nhưng mà 13-40 tuổi nữa rồi bắt đầu 4-5-6-70 tuổi bắt đầu cái nó già dần mình nó bị lãng quên, mình hôi kiểu đường rồi tuổi già nó ập tới, nói ra nó ghê. Kỳ này tôi về đó lớp rồi chứ tôi nghĩ số trường có nhiều người mấy năm sau giờ mới gặp nữa, tuổi nào cũng có người đi hết nghe, cho nên như vậy thì nó học từ mấy số 6 chưa học rồi thì thưa thầy. Nhưng mà nếu mà mình nói ra thì nó buồn cười thật, nhưng mà nếu mà cái căn trần của cái xong là tiết biệt cũng dở, mình làm được 6 căn tốt như thầy làm thì ra quả tốt như thế. Nhưng mà khổ quá, nếu quá tốt nó như ý thì nó làm một cái xui chứ không phải là cái yes đã nói rồi, chứ đâu có nói thì gì đâu, vậy thì đâu có gì hay đâu, thì tôi đâu nói gì đâu, nhưng mà như vậy phải song song, có nghĩa là 6 căn mình tu là phải làm thiện đúng không, nhưng mà luôn luôn phải ghi nhớ là tu nó có 3 step. Step 1 là lánh ác để không chịu khổ kiếp sau, thứ hai là phải hành thiện để được vui vẻ kiếp sau, nhưng mà cái step 3 mới quan trọng là phải tu tứ niệm xứ để hiểu rằng buồn vui đều là buồn xưa. Còn hầu hết 99, hồi nãy tôi có nói là 99% là làm phước cho Đức Phật xong đời sau sanh ra sung sướng mà hư luôn. Cho nên ngày hồi nãy tôi có nhớ tôi nói câu là ngày hay nói kèm một câu, khi ngày nhận của bố thí ngày hay nói kèm một câu để mai này họ còn nhớ được không. Nãy tôi có nói câu đó không? Có nhớ câu đó không? Tức là ngày biết nhận cái này cho người ta là người ta sẽ đời đời người ta giàu lắm. Biết, ngày biết, người ta gieo phước cho ngày là người ta hưởng đã luôn. Nhưng mà hay nhận kèm một câu, kiểu ngày đó là khổ vui gì cũng vô thường nha. Nhờ cái câu đó đời sau sinh ra họ nhớ chừng. Còn không thì không. Bởi nên cái câu đó con rất là đúng. Là chính vì cái câu đó, bắt nó xui là câu đó nó đúng. Cho nên là thế giới này nó mới là biển của nước mắt, điển lệ mà. Cô có biết rằng nó là chỉ riêng kiến thôi, cái con kiến á em, trong trên trái đất này nó mấy trăm tỷ con, cô biết không? Người ta chỉ tính nhẩm thôi, kiến mấy trăm tỷ, còn con người mình bên nay mới 7 tỷ. Mà trên thế giới là bao nhiêu loài động vật, bao nhiêu loài chúng sinh, mà chỉ riêng kiến là phải là lên tới hàng trăm tỷ con. Tức là những sức lạnh là không có kiến đúng không, ở dưới biển là không có kiến đúng không, nó hiểu không? Nhớ từ trái địa cầu này mình trái đất thì mình trừ ra cái vùng biển ra rồi trừ gì nữa, trừ dùng tuyết làm như ra trừ gì nữa, sa mạc đúng không, sa mạc mà dùng nóng quạ trừ, nói chung trừ hết, cuối cùng người ta chỉ tính những cái vùng mà kiếm sống được là người ta làm một bài toán, người ta nhân chia đại khái đó, nhẩm estimate là hàng trăm tỷ con kiểu một loài kiến thôi. Có nghĩa là làm người không phải dễ, mà nhất là làm người mà sống đủ điều kiện của một con người đó thì không có nhiều. Thí dụ như đối với tôi đó thì theo mô tả trong kinh đó, thì làm người phải hội đủ các điều kiện sau đây mới gọi là kiếp người hoàn hảo. Một, điều kiện giáo dục, có nghĩa là có khả năng học hết đại học 4 năm minimum điều kiện giáo dục. Thứ hai là điều kiện y tế, có nghĩa là người này không có sợ về tài chính khi mà phải đi nha sĩ bác sĩ hoặc thậm chí là surgery, hiểu không? Điều kiện y tế, nói chung là nghe tới bác sĩ với nha sĩ là mình không có ngán, thì đó gọi là điều kiện y tế. Thứ ba là điều kiện đi lại, có nghĩa là người này muốn đi đâu trên thế giới này thì cũng đi được, chẳng hạn như việc kiều Mỹ đúng không?
Thì kiểu Mỹ gần như là muốn đi đâu cũng được, trừ phi mấy xứ lựu đạn như là Hồi giáo đi chi, Cuba đi chi, chứ còn dân Mỹ hình như là mình đi đâu cũng được đúng không? Đó là điều kiện đi lại. Và thứ tư là điều kiện truyền thông. Có nghĩa là mình không bị khó khăn trong cái vấn đề mà tin tức như một số quốc gia. Trời ơi, mình biết chuyện đó không? Tại vì cái điếm bán hàng là người dân họ chỉ được đọc cái gì nhà nước cho phép, người biết không? Có biết hay không? Trung Quốc luôn. Có nghĩa là có nhiều cái website là bị chặn rồi tùm lum hết. Giờ này thế kỷ này nè mà nhà nước còn nuôi cái mộng kềm chế thông tin của người dân là thấy muộn nổi rồi. Rất là bậy. Bậy vô cùng bậy. Đó, thì quý vị có thể bên dựng cái gì đó. Không, nhà nước có lòng lo nhân dân, không muốn dân đọc tầm bậy. Nhưng mà tôi có tìm hiểu rồi. Những cái web đòi mấy web tầm bậy á thì cho con. Mà nó cấm con mấy cái web mà dù chính trị. Cái đó là cái bậy nhất. Mấy web tào lao á thì nó lại cho. Mấy cái web mà liên hệ với political thì nó làm cho rõ ràng. Đó là một cái sự nhân cấm có vấn đề nha. Như vậy thì số lượng con người chỉ có 7 tỷ thôi, mà số lượng nhân loại mà sống hội đủ 4 điều kiện mà tôi vừa nói thì không có nhiều. Điều kiện y tế, giáo dục, đi lại và truyền thông. 4 cái này thì phải nói là 7 tỷ người, người ta thống kê chỉ được có 20% người biết. 20% của 7 tỷ là có được 4 thế này. Có nghĩa là 100 người chỉ có 20 người thôi. 10 người chỉ được có 2 người là có đủ 4 cái này. Điều kiện giáo dục, y tế, đi lại và truyền thông. Tôi chưa kể cái điều thứ tư đó nha, là điều kiện giải trí. Nó có cái giải trí. Có nghĩa là người Mỹ họ muốn ăn cái gì họ ăn, họ muốn đi chơi ở đâu mà chơi, họ muốn du lịch, họ muốn mua sắm thoải mái. Nói chung là về cái giải trí cái thứ năm. Còn 4 cái đầu là 4 cái người cho là máu xương nhất. Đó là giáo dục, y tế, truyền thông và đi lại. Cái thứ năm là nhu cầu giải trí. Điều đó có nghĩa là làm người không dễ, bởi vì do đời này là cái ác nó nhiều cái thiện nha. Rồi xong, mình giảng sơ một tiếng thần sứ. Muốn quan sát sáu căn này đó là những vật ngày giờ mình thấy rồi. Chúng sanh có nhiều nhóm tâm lý khác nhau, có người thì phải cho họ quan sát cái ba đi này họ mới chán đời, nghe kêu không, vì nó cụ thể. Nhưng mà có người thì họ thích hợp quan sát cái feeling, thì đương nhiên là đó, con cứ ngồi yên nghe ha, con thấy trong cái mai của con hay là trong cái body của con mà nó có feeling nào là nổi bật thì con ghi nhận cái đó, nghe kêu không, vô mình ngồi cái này mình thấy nó ngứa, mình biết là ngứa, mình theo dõi thôi, cái ngứa thật sự ngứa là cái gì. Mình để ý nó, nghĩa là cái da của mình nó đang bị khô hoặc là nó đang bị con gì cắn chích đốt rồi. Và nó ngứa, mà nếu mình không giải thì chuyện gì sẽ xảy ra. Và nếu lúc đó mình nghe có một tiếng động nào đó, mình lo mình chú ý tiếng động đó thì cái ngứa nó còn hay không. Thì hành giả quan sát cái đó, quan sát cái khó chịu dễ chịu này nó từ đâu tới. Và luôn luôn nhớ rằng sớm muộn gì nó cũng vô thường. Nhớ nha, tức là quán một xíu. Còn cái thân quán đó, cái quán đầu tiên là cái body, cái nghĩa là hành giả làm nhiều thì biết đấy. Từ sáng sớm thức dậy, trong giường đang nằm, giúp mình vậy, biết mình vừa thức giấc, biết mình đang nằm, biết mình đang duỗi, đang co cái chân, biết mình thả bỏ cái chân xuống giường, biết mình đứng dậy. Tôi kể rất là chậm nhưng mà lúc đó các vị hoạt động rất tốc độ rất là bình thường, hiểu không? Có nghe kịp không? Mà tại tôi kể thì kể thấy chậm chứ. Rồi các vị mới đi vô trong lúc đi biết là mình đang đi, vô trong nhà tắm, bật cái đèn lên, gặn nước, rửa cái mặt, đánh răng, xoay người biết là đang xoay người, cầm cái khăn biết là cái khăn, biết là đang cầm cái khăn, lau cái mặt biết rõ là đang làm. Như kiểu tức là làm gì biết đấy. Thì đó là cái đầu tiên. Mà tôi nhắc lại lần nữa, các vị không có hàm trì, các vị nghe được nhạc nhiên lắm, các vị thì có môn được có đâu hay đó, cứ làm đi là an lạc vô cùng. Làm như vậy các vị sẽ được vô số lợi ích. Thứ nhất là mai này khi đối diện với cái chết các vị không có sợ, thì các vị luôn luôn sống trong chánh niệm mà biết rõ cái gì nó đang đến. Thứ hai
lại gặp bất trắc mà cần phải có phản ứng để đối phó, có bị phản ứng chính xác hơn người bình thường. Và cái điều thứ ba, cái này khó tin mà tôi tin, là cái người sống chánh niệm lâu ngày họ có cái linh giác hơn người bình thường. Linh giác nghĩa là họ linh cảm được cái chuyện gì sẽ xảy ra, và họ đối diện với người, họ đón tâm với người khác rất giỏi. Tại vì cái trực giác của họ nó lạ mà khổ chứ không có tu, mà cứ ngồi nói thì nó không có tin. Nó cũng giống như bây giờ quý vị nói tôi sao lúc này quý vị chán ăn quá, để bụng bự quá, xả buổi này còn một buổi rưỡi bây giờ nó lại ra làm sao mà nó ngủ nhiên mà nó căng thẳng, nó bị migraine, nên nó bị thiếu ngủ, nó bị đi rách. Tôi nói bây giờ làm ơn giùm tôi ăn rau trái nhiều, mỗi ngày chạy ít nhất 1 giờ đồng hồ nó ra mồ hôi, hạn chế dầu mỡ chiên xào nha, tuyệt đối đồ nướng protein mà để nướng ung thư 180 luôn nha. Dặn dò xong quý vị thấy tôi nghe sư dặn nó ghê, ông kia mới ghê, ông kia dặn là phải uống linh chi, nghe cái tên để sang này, linh chi rồi cái gì nhân sâm, nhung nai, rồi yến, ổ yến, rồi cái gì mà biển đó, bào ngư, nghe ông kia nói mới ham. Sư nói nghe quải quá, cái gì mà chạy bộ một tiếng hồ rồi thấy nản rồi, còn bắt uống nước lạnh ngày ít nhất phải 2.5 lít. Rồi thức ăn là chủ yếu đó là rau với salad, trái cây salad thôi. Còn đại kỹ là nước chai, nước ngọt, nước có ga là né, mấy chip snack là quỳ lại từ xa. Thì nghe nó nản, nó thiệt nghe, nhưng mà thật ra làm cái đó là cái gì mới lạ đó. Còn mà nghe ba cái thứ mình nhân sâm, linh chi, rồi sữa ông chúa, cái đó là gặp tôi là tôi đẩy nó ra khỏi nhà thì tôi không có con mà nó đớ, thế là tôi từ nó luôn. Sữa ông chúa nè, nhân sâm nè, linh chi nè, lộc nhung nè, rồi cái gì bla 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 nè, cũng tên. Mà tôi suối con tôi chạy bộ, tôi suối con tôi ăn trái cây, ăn salad, bởi vì thấy nó bình thường. Nhưng mà tôi hiểu đường đi của nó, tại sao vì tôi biết tôi dốt. Tôi chỉ biết đơn giản mấy thằng quỷ đó là gì, thứ nhất là fiber. Mà fiber là nó hỗ trợ cho cái gì, giúp cho người ung thư, và lại là cái vụ export là good lắm. Rồi thêm nữa nó là những cái đó tôi biết chắc là ba cái rau trái nó làm, nếu không bổ thì thôi, chứ nó không có để ba cái tào lao như là mấy cái đồ kia. Thật ra tôi cũng chẳng biết cái gì ở trong cái ủ yến hay là nhân sâm, tôi biết không có nhiều, mà cái gì tôi không biết, tôi không dám tống người của tôi. Nhưng mà salad tôi biết, salad với apple, nho, táo tôi biết. Tôi biết là có những cái trái mà thần dược tức, đó là kiwi, apple, cam, chuối, nho đặc biệt nhai luôn vỏ và hộp, mà mình lại bỏ cái vỏ vào hộp. Chỉ có táo là cái apple là bỏ cái hộp, người ăn người ta nó điếc, người ta đừng ăn. Nhưng mà đặc biệt cái nho, cái tinh hoa của nho là nó nằm ở cái vỏ cái hộp đó, thì mình lại liệm đi. Ví dụ như vậy thì những cái biết đó nó rất là có lợi cho lúc nào của ai phải không? Ok, chưa giờ mà mấy đứa mình cứ về hoài đó. Mình nhớ nói chuyện nào có chuyện tào lao, nó kể nó ghét sư á, nó kể chuyện có thằng đấy trưa nó nằm xỉm, nó đang đi trên đường á, thì tự nhiên mình lúc đó có một bốn ông sư đi bác á, đi ngang có cây dừa, thì bốn ông sư nghe tiếng la nó thầy cứu con, thì bốn ông mới ngừng lại nhìn cây, thấy có thằng cây dừa cao lắm mà thằng đó giờ nó leo xuống, nó leo không nổi. Mà đỡ thì sao quá hoài được. Bốn ông mới cứu, cái bốn ông mới căng cái này lên, căng cho nó nhảy xuống. Mà không ngờ căng ra nó nhảy xuống, bốn ông chụm cái đầu vô lại, hiểu không? Để đầu chết hết. Thì cái thằng xe rượu nó sợ quá đi, nó biết mà làm sao, nó đem bốn ông vô trong nhà. Nó đem vô trong nhà xong rồi nó mới nhờ người giúp. Nó gặp cái thằng xe rượu khác đi lên đường, nó kêu nãy có ông sư đi ngang nhà tao đi bác, ông bị trúng gió thì tao không biết làm sao, mình giúp tao cho tiền uống rượu. Thằng kia nó nghe nó cũng khoái, nó sắp cuốn ra, nó chôn trong cái vườn. Nó chôn trong cái vườn rồi tới cái thằng này. Mày chôn làm sao mà ổng trở vô nữa nè. Cái thằng kia đó thì đào lỗ cho, có mày chôn nằm ở chỗ ngồi, thì chôn nằm đó, nó chết rồi. Cái ông sư này nằm, ổng có chịu, ổng thích ngồi thiền lắm. Mày chôn nằm làm trở vô. Cái nó ra nó đào hố, nó giá cái xác nó ra, nó ra uống rượu say, nó ra nó đào cái xác kia nên nó chôn ngồi. Nó chôn vừa xong nó vô, nó tính lấy tiền mình kia. Tao nghi mày quá. Mày chôn sao mà mẫu cho con ngồi đấy.
kêu mà tấn độ nó vô thì một người nó có một ông nó vô nó bốn lần thành ra là một ông. Thì bây giờ tôi mới nói thế này là quan sát sáu căn ba bốn ngõ là sao, là có người đó thì Đức Phật ngài thấy rằng cho họ quan sát mấy cái gọi là cái bodily activity ấy, thì nó dễ hơn. À, họ biết rõ mình đang làm cái gì, mình đang thở ra thở vô, thì họ quan sát như vậy, như sáng của nó hoài đó, là hồi đầu mình chỉ biết thở ra là thở ra thở vô, nhưng mà lâu ngày mình sẽ phát hiện ra nhiều chuyện mà trước đây mình không có thấy, đó là hơi thở trước không phải là hơi thở sau, cái tâm trạng của mình hồi nãy nó không giống tâm trạng của mình bây giờ, hồi nãy mình thở bằng niềm vui, bây giờ mình thở bằng sự khó chịu, nghe kịp không? Rồi nãy mình là thở bằng cái tâm sân, bây giờ mình thở bằng tâm tham, nãy mình thở bằng tâm ác, bây giờ mình thở bằng tâm thiện, nghe kệ không? Như vậy mình lúc đó mình hiểu là một điều à, thì ra Lê Văn Tèo này nè, hồi cách đây 5 phút nó còn phải là Lê Tèo của bây giờ, mà cái hiểu này là chỉ có hành giả mới hiểu được. Còn hôm nay quý vị ngồi trước mặt tôi chuẩn bị nghe giảng thì nghe này nghe vậy chứ không có thấm thía, các vị có hiểu cái thấm thía không? Chưa vô hiểu không? Hiểu thấm thía. Trên đời có nhiều chuyện quý vị biết thì khác, nhưng mà thấm thía nó khác, cái hiểu không? Như quý vị ngồi, quý vị nghe nói là trời lạnh, trời mưa lạnh lẽo, đói bụng, ngồi mình sân là khổ. Cái ai cũng biết, mình trên 18 tuổi mình hình dung không được. Nhưng một ngày nào đó mà mình đến nhà bạn, mà nó hẹn mình mà nó về trễ, mình ngồi trước cửa nhà, đúng luôn trời mưa, mà bụng đói, mà ngồi ngoài sân, thì lúc đó quý vị mới hiểu cái khổ của nó như thế nào. Còn bây giờ tôi chỉ nói chuyện thì quý vị nghe rõ, biết chứ biết kiếm, nhưng mà đâu có phê. Ngày nào quý vị nếm, quý vị mới phải phê nha. Ý nghĩa đó là nếm. Dạ, yes, phải hàm qua. Thì bây giờ nó là quý vị chỉ nghe nói là cái mình á, chính mình á, chính mình á là bây giờ nè, không phải là mình của hồi nãy. Mình hồi nãy phải là mình bây giờ, và mình bây giờ nó sẽ không phải là mình lát nữa. Thì cái đó quý vị nghe biết thì thôi, chứ không có thấm một lúc mình tu thiền. Nhớ cái đó nó quan trọng lắm nha. Rồi cái nữa đó là mình quan sát qua cái feeling, có nghĩa là để ý cái thân tâm của mình hồi nãy là sao, giờ nó là sao. Rồi cái thứ ba là qua cái mental state, có nghĩa là biết rõ rằng hồi nãy là tham, bây giờ là sân, nghe kịp không? Yeah. Mà nó khổ chỗ thì tôi chắc tôi gì sướng rồi. Tại hiện giờ có một cái cặp chị em, họ nghe băng giảng của tôi, mà họ muốn gặp tôi, có nhiều muốn gặp tôi trong một tháng, phải gần một tháng, họ già rồi, sinh mệnh năm 50, mà họ muốn hành trì cách chết, sẽ người chết cũng muốn người ơn cũ tôi. Mà tôi ngồi tôi giảng, tôi nhớ họ họ là người tôi nói là hiểu rất là may. Chứ còn quý vị cứ ngồi uống bình rớt bình hoài, đã uống bình mà cầm không vững, con nít mà bị bạch kim xanh mới ghê. Cho nên là nhớ là tại sao tôi nói điều thứ ba này nó rất quan trọng, là mình luôn luôn biết rõ, luôn luôn biết rõ buồn vui của mình, từng cái activity của mình trước sau không phải là một, và không hề có một cái gì nó đi từ thời điểm này qua thời điểm khác. Tôi nhắc lại, lúc chưa biết đạo mình thấy mình là một cái line, unlimited line. Biết đạo rồi thì mình nãy giờ đó là mình biết mình là spot, rồi từ từ mình biết mình là dot, mà hồi đầu là large dot, bây giờ cuối cùng là small dot, cuối cùng từ từ là tiny dot, chút vậy càng. Có nghĩa là khi mà mình thấy mình đến cái mức như vậy thì mình mới hiểu tại sao mà A-la-hán bị chúng chửi vô mặt mà không giận, bởi vì các ngài thấy các ngài chỉ là những cái chùm ánh sáng có mắt chớp tắt. Các ngài thấy cái người chửi ngài cũng chớp tắt, và ngài là người bị chửi cũng chớp tắt. Mà nó khổ một chỗ đó là mình chỉ biết là lý thuyết, chỉ biết nó không có đủ để cho mình chịu đựng. Bây giờ tôi cầm cái nước tôi liệm người vô là bao nhiêu cái chớp tắt đó là nó không còn nữa. Mà lúc tôi sẽ xăm ngán mình xử. Hiểu không? Cái khó là cái bị ai hát làm những chuyện mình không làm được. Ví dụ như tôi nói thế này, có một công tử, người giàu người tu đắc a la hán, trở về nhà đi ngang cái nhà gặp cái cô này tới, cái này tới cũng đang cầm cái xô cháo thiêu đang đổ. Thì nghe nói cái này, cô ơi, cái xô cháo nó cô đổ thì bác của tôi
cái cô có đang lo đổ luôn, có nhìn cũng nhìn lên cái cậu trời hết hồn. Tại vì ngài là cái gì của nhà đó, công tử, có nghĩa là hiểu không? Hiểu chủ, tiếng tạo kia là thiếu gia đó. Thì cổ nghe này cổ đổ, cổ đổ. Tại vì ngài coi như thay đổi hết mà, cũng nhìn hết hồn. Nhưng mà tôi đọc cái kinh đó tôi mới biết, tôi mới tin chắc là A-la-hán là một cái gì đó thật thiệt. Thì chỉ có vị A-la-hán họ mới vượt khỏi cái cảnh giới gớm và phụng gớm, hiểu không? Có nghĩa là khi nào họ muốn, chỉ cần nói đất nước lửa gió là thật sự, họ chỉ thấy nó là đất nước lửa gió thôi. Còn mình á, thì miệng mình nói là tất cả là đất nước lửa gió thôi, nhưng mình dòm vô mình thấy lợn cợn, đờm, giải gì đó. Hoặc là như ngày ngày Ca Diếp, ngày ôm bác, ngày đi vô cái làng của người cùi á, mà coi như là có cái ông nó ra để sao mà cái này nó rớt rỗng luôn, nó rớt nguyên một cái lóng rỗng. Thì ngày cũng đánh bơ rồi, ngày không lấy ra sao cũng buồn. Ngày cũng để nguyên, ngày chúc trước chồng an lành nha. Xong rồi ôm, ngày về, ngày nó lụm đó, ngày bỏ ra. Lụm cái lóng đó, ngày bỏ ra là ngày ăn bình thường. Mình là mình mới ngồi, nghe nói cha ngồi đây bị ép, quá chết ngồi luôn. Chúng gì biết, như tôi là nhà Phật tử, nhà có người nam. Tôi đi tôi quên em cho gạo theo. Thì cái ông đó, ông đưa cái này con mới xài một lần, 6-7 tháng nó xài lại. Tôi cũng dạy dạ chứ sao tôi cũng phí nghĩ tôi cũng được hết. Tính mua ít thuốc tây và chị dở đi được không? Nó hỏi tôi lụm cái kia về thì ai biết trả bị vậy biết, sợ cho đi về thôi là về Việt Nam bây giờ mã riết, dính cái bệnh này biết. Nó nhớ vụ về mã không? Đó, ai biết đâu. Nó có cái vụ mà Hoàng Dương bị đó mà đi Hoàng Dương rồi thôi nó tiền bá đã luôn. Cho nên nó là bên Thái Lan mà có cái vụ mấy ông sư bị đó, đó rồi. Là bên Thái Lan hay có cái màn mà ra này nè là nhà quê cho nên tỉnh ra đi học. Thì cái chỗ tốt nhất khỏi tốn tiền trọ, khỏi tốn tiền cơm là vô chùa. Ở Thái Lan thì bình thường lắm. Thì nhảy vô là nhảy vô nhân trình với trụ trì, ông trụ trì ông mới dòm mấy ông sư dưới, ông kêu là ông nào nhảy một thằng này. Tại vì tại sao bên Thái Lan ông sư cũng thương mấy cái thằng này là tại vì ông biết, ông nhìn cái thằng này ông biết không phải ba nó thì ông nội nó má nó đều ở trong chùa đi ra. Thái Lan họ nhìn ông sư nhìn người dân ngộ lắm, chứ không phải như ông sư mình nhìn người dân mình cứ nhìn gì mình cứ giống gì đó đậu hầu, chứ còn bên Thái Lan không có. Thái Lan là mấy ông sư nhìn này là quát à, chứ nó nói ờ con mà sao đến cái làng đó là có người này, nhưng nói ra cái gốc thôi là nhà giờ có người này thì ông sẽ kêu cái sư lên gửi. Nhưng mà ông kêu chùa có nhiều chùa bay mấy trăm này nó kêu rồi xin nào nhận. Thì lên thấy mặt mũi được cái nhận là sao, nhận là cái cốc sàn vậy đó, thì ở dưới cái nó ở dưới mình bển đâu có cần máy lạnh, còn không nó phòng có cái góc này nè tối mình ngủ trong để thằng quỷ này ngủ ở đây ví dụ vậy đó. Rồi mà ổng ai ngờ ổng vừa sinh viên mà tối cũng đi đâu nữa ai biết. Rồi về cái sàn chung cái này nè dính. Yeah, mà trách ông này không được tại vì ổng là sinh viên, trách ổng sao được, còn trách tôi không được là tại sao, tại vì hai thầy trò ở nhau mấy năm rồi, mấy năm đại học mà tôi là sáng ôm bác đi về cái đồ ăn Minh Thái, một ông vậy đó nuôi được 10 người gì biết, một ông sư nuôi được 10 thằng đực như này nè, quản nhiều lắm. Thế là coi như là đi về là tôi ăn xong bằng ngươi là tự nhiên giao hết thì nó làm nó trách nhiệm mà bắt là gì, quét nhà hút bụi lao dọn sắp nước với xử lý ba cái đồ ăn dư. Cho nên bắt là tôi chỉ biết bắt có một trách nhiệm đó thôi, còn chuyện tối bắt sắp tôi bắt đi tôi đâu có biết đi đâu, tôi đâu có cái vụ được trách nhiệm. Nhưng mà ông ngỡn đi ông rước cái xì ra vậy thì ông nói chung tôi là mỏng cũng không biết. Ông về thì sinh viên nghèo mà như thì cũng vô nhà tắm cái kè sai thì tôi cũng đâu biết đâu. Tôi sẽ chung thì bữa kia đi hiến máu mới biết, đi hiến máu thì ra nó nói thẳng không sư bị đâu. Thì lúc đó là ổng mới tá quả ra, ổng mới mấy ông sư mà thân với ổng nó đều hết hồn hết thì có xài chung đi ra 200 đồng dính hết chứ em đó. Nhưng mà không bị băng tiếng được cũng đỡ thôi, ai nói băng tiếng, có người không tin kìa, có người đâu tin giao gạo cũng bắt đầu tưởng tụi tôi ban đêm đi giờ mã. Đâu có ai cũng tin vô cùng đó. Trời đất, cái hồn nhiên vậy.
tôi hỏi thử. Nó quần chúng giả mang lắm. Là cái chuyện rõ ràng như vậy đó. Chuyện rõ ràng như vậy đó mà họ vẫn còn họ còn nói thêm nữa là nhất nguyên là lắp lắp la la rồi là đã làm một kịch bản mà con làm thành ra tự lắp đi ra. Cho nên nếu mà nói gì mới đi xa cái gì thì tôi có hỏi ngay sao? À, tới mixing, tôi chưa tới mixing. À, mixing là sao? Cái mixing này có nghĩa là gom ba cái kia lại thành một. Có nghĩa là nếu mà tôi cái đầu tiên tôi thân quán là sao? Là tôi làm cái gì tôi biết nấy, thở ra, thở vô, biết rõ là thân quán. Còn cái thọ quán là sao? Là tôi biết rõ là tôi đang sống với cái feeling nào dễ chịu hay khó chịu. Còn cái tâm quán, cái mental state là tôi biết rõ là tôi đang có tâm thiện hay tâm ác, đúng không? Còn cái thứ tư mà mới khó là mix. Có nghĩa là tôi trộn hết ba cái kia lại. Tôi đi, bước đi, tôi biết là tôi đang bước đi. Mà tâm tham, tôi biết là tâm tham đang có mặt, hiểu không? Yeah. Tức là thay vì cái người kia chỉ biết một cái một đi, biết là đi thôi. Nghe kể không? Còn tôi là tôi trộn hết vô. Vì sao? Vì tôi, cái domain trong kinh nó rõ là cái người đó phải là trí nhanh mà Phật Pháp giỏi. Trí nhanh, cái này là nó quấn nhanh, smart, mà phải là Phật Pháp giỏi cái tu được cái thứ tư. Còn mấy cái đầu là dành cho mấy người cho tài trí với lại trực giác có khác nhau thế nào? Cái chữ trực giác nó khổ chỗ cái từ ở trong trực kinh giác ấy, biết rồi, nhưng mà trong kinh không có dùng chữ trực giác, mà trong kinh nó xài ba cái trí, một văn tư tu. Trí văn là cái biết do chữ nghĩa sách vở, do người khác nói lại. Còn trí tư là cái trí do bản thân mình thấm thía suy nghĩ, thinking. Còn cái kia là learning. Còn cái trí mà trí tư đó là thinking. Nhưng mà riêng về cái trí cuối cùng là trí thứ ba đó, cái trí tu đó là cái trí gọi là practice, trí thực nghiệm. Nó không phải là understand, nó không phải là knowing, mà nó là comprehension. Nó là cái sự xuyên thấu, thẩm thấu, thấm thiết. Thì cái tùy mình muốn gắn cái trực giác vào chỗ nào được, tại vì trực giác là cái biết. Nó đông na là cái biết không thông qua một cái lăng kính nào hết, thì thường nó là trí tu. Thường phải nói nếu mà miễn hiểu chuyện trực giác thì tôi muốn gọi nó là trí tu. Vì cái trí tu là gì? Trí tu là cái trí lạ lắm. Nó dựa trên nền tảng của trí văn và trí tư. Nhưng nó có những cái thấy mà hai ông kia không thấy được, mà lâu lâu nó chỉ xuất hiện một lần, mà mình muốn quay lại không dễ với nó, để có nghe kịp được. Dạ. Hiểu không? Anh hiểu nhưng mà có tình. Cái trí tư đó, ông này đã từng suy nghĩ vấn đề đó cách đây 2 tháng, và cách đây 2 tuần cũng nhớ là vấn đề đó, vẫn suy nghĩ theo cái cách đó, nhưng mà trí tu không có. Cái trí tu nó lạ lắm, là nó nhận ra một điều mà trước đây nó chưa từng thấy, và nó biến mất. Mai chiều á, mình nhớ lại mình muốn có nó lại như cũ, nó không có nữa. Cái sự thấm thía đó nó chỉ có một lần, đó là mai kia, bữa nào nó làm lại một lần nữa. Mà mình muốn nó cũng không có trở lại, là để nó tự tới thì được. Chứ còn mình muốn nó sẽ không quay lại, thì cái trí đó mới là cái trí tu. Nghe hiểu không? Dạ hiểu, nhưng mà thầy nhớ không, cái tự giác mà nó tới nhỏ nhỏ đó thầy. Con cũng định hỏi với thầy là nó tới như vậy á, nó cũng nằm ở trong cái vô thường thôi, chứ nó đâu có phải nằm xưa. Tất cả đều là vô ngã vô thường. Tức là lúc đó mình thấy đó rồi, nó biến mất rồi sao? Thưa cô, dầu trí tuệ của vị chánh đẳng giác cũng là lúc sanh diệt liên tục, không có cái gì, kể cả chánh đẳng giác, thanh tâm chánh đẳng giác, thanh tâm của chư Phật luôn luôn sanh diệt vô thường. Con tưởng nó đã siêu thế thì đâu. Bởi vấn đề là siêu thế là gì? Siêu thế có nghĩa là nó không có biết cảnh thế gian, mà nó biết cảnh niết bàn nghe. Nó biết cảnh niết bàn cho nên nó được gọi là siêu thế, chứ siêu thế ở đây chết rồi. Đây là lần thứ hai tôi nghe tại Dallas. Ông Trung hiển chỉ chữ siêu thế nghĩa khác. Chết rồi. Siêu thế đây là gì? Siêu thế đây không có phải là nó nằm ngoài không giống ai, mà siêu thế đây là cái object của nó không phải là cảnh thế gian, mà nó là cảnh niết bàn, gọi là tâm siêu thế. Mà đã thấy gọi là tâm thì luôn luôn sanh diệt trong từng sát na, dù đó là tâm thiện hay tâm bất thiện, tâm nó của một con chó, con ruồi, con dồi, hay là tâm của một vị chánh đẳng giác đều giống nhau, có nghĩa là sanh lên mất, sanh lên mất, sanh lên mất. Vì vậy cái tuệ mà nó, nếu mà cái tuệ sanh lên mất rồi, mình mất rồi thì làm sao tôi bảo là nó liên tục được không? No, nó như thế này. Nó sanh lên mất mà cái thứ hai nó giống như cái trước, thì nó cũng thành ra một chuỗi. Nghe kể không? Dạ, nè, giống như một đoàn tàu.
thì cái đoàn cái tàu cái toa trước nó giống toa sau, cho nên một đoàn tàu nó là sự lắp ráp của một đoàn toa, đúng là một nhóm mấy cái toa ở một sâu chuỗi đi, sâu chuỗi là 108 sợi, thì cái hộp chuỗi số 18 nó không phải là hộp 19 đúng không, nhưng mà khi chụp hình nó thành nguyên một dãy đúng không. Ở đây cũng vậy, giống như cái tuệ thứ 8 đi, nó chỉ là từng sát na sanh diệt thôi, nhưng mà tại vì tụi nó tiếp nối nhau quá nha, nó đủ để làm việc. Cũng giống như là cô Đức Đinh vậy, cái gõ thứ nhất nó không phải là cái gõ thứ hai, nhưng mà vì nó tiếp nối nhau liên tục cho nên cô vẫn đóng xong cây đinh đúng không. Có nghe kịp đó không? Bắt đầu thấy mơ mơ mà. Đồng đích là đóng cây đinh. Để vì xưa giờ mình không biết đạo, cho nên mình đòi hỏi là phải có một cái gì đó liên tục ở trong cái động tác đóng đinh. Cái phần đó không, cái kẻ mà dơ lên nó không như phải là cái người gõ xuống. Cái tâm mình, cái thân tâm nó sạch diện nhanh như vậy đó. Cái phần này vậy đó, nhanh lắm. Cái người mà dơ lên không phải là cái người gõ xuống. Tất cả là cái người dơ lên đã chết thì mới nhường chỗ cho cái người gõ xuống, nghe kịp không? Rồi cái anh mà gõ xuống anh chết, anh mới nhường chỗ cho cái anh mà dơ lên, nghe kịp không? Tức là khi muốn đóng xong một cái đinh như vậy là mình đã trải qua rất là nhiều người. Như vậy thì cái bí quyết làm sao để cho nó liên tục, cho cái tự giác liên tục? Practice. Chỉ có chánh niệm. Trong kinh nó chỉ có chánh niệm mới duy trì được cái thiền pháp. Nghe kịp không? Chứ đừng có mong. Trong thiền quán đại kỵ là chỉ mong. Expect, never expect. Trong thiền quán nào you expect là you fail. Nhớ cái đó nha. Tôi mong cho niệm tôi mạnh, tôi mong cho tôi có vị lạc chết. Tuệ nó kỵ cái đó, cái niệm với tuệ nó kỵ cái đó. Niệm chánh niệm trong thiền quán là tâm tham. Yes, nó kỵ cái đó. Trong thiền quán là chỉ có chánh niệm. Tôi đang nghĩ mà có nhiêu là một đứa nó mặt bơ đấy thì tôi nói đặng chứ, chứ tao tôi là tôi chữ đặng này là không biết nó ăn cơm mà tại sao nó quản hiểu, không có cái gì để mình mong hết. Trong pháp thiền không có cái gì để mình mong đợi hết á, nó làm sao thì biết nó như vậy. Nhớ chỉ cần du có một cái lòng mà mong đợi là du chết liền. Chết này có nghĩa là du rớt thì không tu được nữa. Trong thiền quán đại kiện cái mong đợi, nghe kịp không? Ví dụ như mình gì đi leo lầu đi, các vị lên các vị cái bậc thang, cái bậc cầu thang nó gồm 18 bậc thì mình lên tới bậc 2 thì mình mong tới bậc 15 đúng không? Thì mình 15 mình mong lên tới bậc 18 đúng không? Nhưng trong thiền quán không được, trong tứ niệm xứ là không được mong đợi. Dạ đúng, cái gì nó đến là biết cái đó, biết cái đó, biết cái đó, biết cái đó, biết cái đó. Cho nên là còn muốn cho nó liên tục thì dĩ nhiên nó cũng là ý tốt, nhưng mà có một cách đó là tiếp tục chánh niệm chứ không phải ngồi không mà muốn. Nghĩa là cô phải học kỹ lại cái vụ mà cái vô thường trong A Tỳ Đàm này. Có nhiều người thắc mắc cái này, họ nói nếu mà mọi thứ sanh lên là mất ngã tạo nghiệp, họ quên rằng nó không cần phải có một người liên tục mà nó là sự tiếp nối của nhiều cái rời rạc thì nó vẫn làm được việc, có hiểu đó không? Giống như nãy tôi nói là dở lên đập xuống, dở lên đập xuống, dở lên đập xuống, nó những cái này nó cái rời rạc nhưng mà vì nó được tiếp nối liên tục nó vẫn làm xong cái việc đóng đinh. Ở đây cũng vậy, mình cứ nhớ rằng sẽ nghĩ mà có một cái hoạt động liên tục là tại sao tôi có thể nói nhiều giờ đồng hồ được, không phải chỉ có một người nói mà rất là nhiều người nói, tức là người sanh diệt sanh diệt sanh diệt. Nhưng mà có một điều là do tôi quen lâu ngày cái nghề giảng nó quen rồi, cho nên tôi ngồi tôi giỡn tôi nói đùa, nhưng mà quý vị trong đây nó vẫn làm việc đây. Vậy thì có hỏi liên tục không? Hơi răng mà đề đi. Như vậy sau khi mình chết thì làm sao những cái sáu căn này mới đi qua cái sáu căn kia? Không bao giờ có chuyện có cái này, có cái gì đó đi từ điểm A qua điểm B, không bao giờ. Thì làm sao mình mới tạo ra những cái... Không, tại vì sáu căn trong có thể đi qua được... No, để con... Nghe, A Tỳ Đàm, không... Thế giới này... Trong A Tỳ Đàm không bao giờ có cái chuyện là có cái gì đó something. Nó đi từ điểm A qua điểm B. Mà là A Tỳ Đàm nói cái này. Khi mà tâm này tâm thiện, nó xuất hiện, rồi nó biến mất, đúng không? Tại vì mỗi tâm nó chỉ tồn tại một sát na là tôi có tâm thiện, tôi lại Phật nè. Tôi lại Phật. Đây là một sát na tâm nó xuất hiện rồi nó biến mất. Nhưng mà khi mà nó biến mất, trước khi nó biến mất, nó đã âm thầm nó tạo ra cái tâm đầu thai này, tâm đầu thai vào cõi khác. Nhưng mà khi mà tôi chưa chết thì cái tâm này tạm thời nó biến, không biết nó ở đâu. Ông hiểu không? Nói là cái tâm này làm sao nó carry nghe thì... Tôi đang giảng mà khổ quá, bắt đầu tôi dẹp cái lớp mà thì làm này chậm quá chậm. Nghe nè, khi tôi có một cái tâm thiện xuất hiện thì lúc đó nó âm thầm nó tạo ra cái này. Nhưng mà mình học thì mình biết như vậy thôi, thật ra cái này lúc đó không thấy. Cái nghe kịp không? Tôi tạo ví dụ thế này. Tôi đang ngồi ngoài xe, tôi nói cô ơi, cô chuyển khoản cho tôi 5.000 qua bên Đức được không? Cô nói rồi.
15 phút sau tôi chuyển rồi. Thì đúng 2 tiếng hồ sau tôi đến Sri Lanka, bên Đức sẽ có tiền rồi. Và lúc tôi đang ngồi bên cạnh cô, ngồi cạnh cô tại Dallas mà. Mày hiểu không? Cô hiểu không? Tôi nói cô hiểu không? Dạ. Vậy sao anh nói tôi nói mà con? Con phải nhìn đến. Tôi muốn liền cái này quá nè. Có nghĩa là tôi kêu cô chuyển cho cô 5.000 qua Đức. Cô nói 15 phút nữa cô chuyển. Thì 2 tiếng sau cô gọi phone cho tôi, cô nói đã chuyển rồi. Mà lúc đó tôi đang ngồi bên cạnh cô. Nghe hiểu không? Thì lúc đó tôi có thấy được 5.000 đó không? Số? Biết. Có số là tôi không thấy 5.000 hay không? Thấy thầy lên online. Không, tôi đang nói, tôi không có theo bếp. Tôi đang nói tôi đang ngồi chung. Không thấy. Cô nhớ chuyện thằng Tèo nữa không? Chị không thấy nhưng nghĩa là yeah. Có dạ. Tôi hỏi chuyện Tèo nữa. Bà, cô đã hỏi 50 năm là mấy? Cái gì thì nói tôi hoạt lược cái lượng. Yes, dạ, yeah. Đúng. Là không thấy có nghĩa là không nghe. Thấy. Nghe, 50 năm là mấy mà thằng Tèo nó nói 10, cô hỏi chắc không mà nó nói không chắc. Chết nó liền. Cô giáo cho nó 5 là cô giáo ngu, chứ tôi cho nó 0. Tại vì 5 mà có phải là 10 hay không mà nó nói là để nó nghĩ lại là cái thằng này có vấn đề nè. Nghe hiểu không? Cho nên quý vị trả lời học đạo đến học toán. Đừng có sợ nói sai. Đừng có sợ nói sai. Người ta hỏi sao trả lời. Như ở dưới Tampa, ở dưới Tampa có một cái bà nội đó. Bà sợ tôi ăn bẫy bà. Tôi hỏi cái gì bà cũng nhắc trả lời. Bà sợ bà nói rào nhồng mà biết tôi nổi điên luôn. Mày hiểu không? Thế giờ như tôi hỏi bà một câu rất là nhẹ. Tôi hỏi sáng mai bị muốn tôi tới mấy giờ. Tôi bảo bà kêu kêu cho tôi nhắc trả lời. Bà sợ tôi gian bẫy vậy trong cái câu nó ẩn ý cái Phật pháp gì đó. Rồi tôi hỏi chứ má cô bây giờ có ở Việt Nam ở đây là bóng cái nói. Bà sợ là trong cái câu nó ẩn ý cái gì trong đó. Đi học đạo mình ta hỏi là mình sao mình cứ mình trả lời ngu cũng được nhưng vẫn là trả lời. Chỉ giờ tôi hỏi cô nè, tôi hỏi lại như nít vậy là 5.000 đó là tôi đang ngồi bên cạnh cô, còn cô kia của nó là thầy online lắm, tôi không nhớ nó máy móc là chỉ hai người mình với nhau thôi. Tôi đang ngồi bên cạnh cô, tôi kêu cô nói chuyện rồi, tôi có thấy được 5.000 đó hay không? Có câu là dạ không? Đó, tôi hỏi chắc không? Chắc. Đó. Vậy nó bắt gì bắt nhắn nói? Sì lè. Thôi đó. Khi mà thầy hỏi là thầy hỏi trong cái hiện tại. À. Còn chị Nga thì chị đang nghĩ là trong tương lai. Tôi sợ cái vụ đó. Mà không, là... tại sao mình nên? Người ta hỏi mình câu rất là đơn giản. Nó hỏi là lúc mà tôi thấy 5.000 đó hay không? Thì nói không. Còn tự nhiên còn ngồi triết lý là cái bà nội kia ngu mà giả là giả làm dốt. Người ngu mà giả dốt nên nói là thầy dùng máy má. Dầu tôi dùng máy thì tôi có thấy 5.000 đó không? Không. Tại sao? Tại vì thấy con số thôi. Thấy con số thôi. Chứ làm sao thấy 5.000? Nhưng mà đừng, đâu có nghĩa là không có. Ngu nữa, tôi đang hỏi là không có gì. Trả lời cái đó. Tôi hỏi tôi thấy 5.000 đó hay không? Dạ không. Đó, mà đặt ngu giả làm dốt. Cứ nghĩa là tự nhiên bài chuyện cho nó rắc rối chi. Vì tôi hỏi liền hỏi lại là chuyển tôi 5.000 chưa? Nó chuyển rồi. Rồi bây giờ tôi hỏi là tôi có thấy 5.000 đó hay không? Không. Cả lũ một bầy cái đầu mà nó lại không xong cái câu đó sao giải nổi. Dạ. Nó nghe mai cũng giải sự mình dọn vậy. Khủng khiếp. Bắt thấy thấy chưa thấy làm sao mà. Tôi thấy tôi sợ luôn. Không phải thầy, tại vì chị Nga làm đi ngân hàng á. Mà quên chuyện khoản là mất 24 giờ mới có. Có thể chị Nga nghiệp thuần thôi. Mà cái câu rất đơn giản là tôi hỏi là tôi có thấy được 5.000 hay không? Thầy sợ đẩy thầy, sợ thầy đẩy. Dạ xong rồi, Ok, thì bây giờ cũng vậy. Khi mà tôi vẫn có dụng cái nắp này. Khi mà cái thiện mà nó xuất hiện thì nó âm thầm nó tạo ra cái này. Nhưng mà lúc đó tôi không có thấy được cái này. Nghe kiểu không? Cô chuyển khoản rồi nhưng mà tôi không có thấy 5.000. Nhưng mà 5.000 đó mình phải hiểu nhầm là có là chuyện. Nghe kịp chưa? Ở đây cũng vậy. Thì khi mà tôi lúc khi nó xuất hiện nó mất rồi, cái này xong cái này là dục rồi, mất tiêu rồi, cái này không còn nữa, nhà mai này không ai lục lại được cái này, hết này mất rồi. Thì khi tôi sống được 98 tuổi, nghe kịp không, thì lúc mà tôi hỏi đó, thì nếu mà những cái nghiệp trước của tôi mà nó đủ mạnh á thì nó xuất hiện ngay lúc này, tôi sẽ làm con chó, hoặc là tôi làm tổng thống, làm vua của Ả Rập, hiểu không? Nếu mà đủ, nếu mà cái nghiệp đầu quá khứ mà nó trổ ngay lúc này nè, một là tôi sẽ làm con chó, hai là tôi làm hoàng tử của Ả Rập. Nhưng mà vì lúc đó không có cái nghiệp nợ quá khứ nó trổ ngay lúc này hết. Có hiểu không? Dạ, dạ. Thì lúc đó cái quả nghiệp của kiếp này nó nhầm lúc nó trổ. Thì tức là nếu mà cái nắp mà thầy làm đi
nhiều thì nó cái này nó sẽ rỗ. Đúng. Không, cái mắt này nó xuất hiện lúc nào nó mất rồi. Nó là mất rồi. Nếu mà cái rỗ khi mà nó xuất hiện thì nó đã âm thầm nó tạo ra cái này, mà lúc này tạm thời cái này không có thấy, cái này không có tạm thời này. Nếu mà cái nghiệp quá khứ của mình nó có quá mạnh á thì nó bắn vô trong đó. À bắn ngay đây. Mà nếu nó không có mạnh đủ thì cái nghiệp hiện tại thì nó sẽ chung vô. Nghe kỹ không? Bảo gì không thầy? Đúng. Nhưng mà làm sao cho nó mạnh? Thì phải cái đó là đi lặp lại. No. No. Trong vườn của mình trồng nhiều cây thì nếu mà có những loại cây mà vào mùa mưa năm nay nó ra trái đó thì nó sẽ ra, còn nếu mà có những loại cây mà vào mùa mưa năm nay nó không ra trái thì mình đành nhịn, hiểu không? Mình rồi là vẫn rồi. Mình không có ấy được cái duyên của nó sao thầy? Không được. Tại vì nó đã là thành cảnh quá khứ rồi, mình đâu can thiệp được. Bởi cho nên là Nam Mô hay từ bi Phật còn lâm nạn muốn chi thì trụ. Là cái chỗ đó. Tức nghĩa sẽ là khi mà mình đã tạo rồi mình không có can thiệp được, nó là nghiệp cũ rồi, nghe kịp không? Điều tôi nói là mà mình cũng không giải được nó. Dạ con có câu hỏi giải là một chuyện khác. Chẳng hạn như bây giờ tất cả những cái nghiệp xấu mình đã tạo ra rồi, okay. Thì trong khi mà bây giờ mình như thầy nói mình phải tạo những cái nghiệp tốt, thì khi mà mình lâm chung á thì bây giờ cái nghiệp xấu mà nó quá khứ tới từ xa xưa phải ít quá, mà bây giờ cái nghiệp tốt mà nó đang xảy ra ngay bây giờ hiện tiền thì nó sẽ chung ra nó mạnh hơn thì nó chung. Trong kinh nói thế này. Trong kinh, ví dụ trong kinh nói này, một bầy bò mỗi sáng được chủ mở cửa, con nào gần cửa nhất sẽ ra trước. Nghe kiểu không? Không có nói con bò đó là bò trắng, bò đen, khỉ mốc gì hết. Khi mà mở cửa, con cửa này tức là cái lâm chung á. Nghe kiểu không? Lâm chung, biết lâm chung không? Là ngáp á. Thì con nào gần cửa nhất thì con sẽ ra trước. Không có trách nhiệm. Có nghĩa là mỗi người luân hồi có vô số nghiệp đúng không? Dạ. Thì là by chance không có thầy, by chance không có nhiều. No, it's not chance gì á. Có chance đây, có chance. By chance có con nào tới? No. Cái gì thì ra là mới vừa xong là nó sẽ ra. Coi nè, coi nè. Cứ bà nổi lên tim đây nè. Tim đi. Tại vì cái chi nó. Đây nè, coi nè, coi nè. Cái kiếp này nè, các vị có nhìn trong toán cái chữ này là cái nghĩa là gì? Trong toán này nghĩa là gì? N nghĩa là gì? Vô tận. Phải không? Infinity. Đúng không? Rồi đó, bây giờ phía sau là cái N luôn nè. Tính chưa? Yeah. Rồi, bây giờ kiếp này là tôi tạo cái nghiệp. Cái N là tổ quả cái kiếp này. Rồi cái này nó tổ quả cái này. Nhưng mà nó có cái này, là có nhiều khi á, cái nghiệp này nó mạnh á, thì tôi tạo nó trổ ngay kiếp sau, hiểu không? Nghe kịp không? Yeah. Có khi nó yếu hơn chút nó trổ vào kiếp này, có lúc nó yếu hơn chút nó trổ vào kiếp này, nhưng có lúc nó yếu nó trổ ngay đây nè, nghe kịp không? Dạ. Nó càng yếu thì nó càng lâu ra quả, nghe kịp chưa? Dạ, nghe. Hiểu hả? Dạ, hiểu. Thì như vậy thì bây giờ kiếp này tôi tu cả đời, tôi tu trên núi, tôi tốt bụng dữ lắm, nhưng mà theo quý vị lúc tôi chết á thì cái số nghiệp quá khứ á nó có khả năng chi phối cái chết tôi không? Có. Hả? Nó chi phối chứ. Tuyệt đối chứ không phải không? Tại vì kiếp này nó thời gian kiếp này là mấy năm đó đi. 80 năm. Còn thời gian mà tôi tạm nghiệm quá khứ là mấy năm? Vô tận. Thì 80 đấu vô tận cái nào mạnh? Vô tận. Bởi vậy vậy mà cũng làm sao những cái mặt nó sáng mà nó như cái đêm 30 mà cấp điện. Nghe hiểu không? Lâu lâu bị cấp điện. Nhưng mà mình hành giả tốt mà mình kiếp cái tâm mình trong cái chánh niệm nhiều. Dạ thưa, dạ thưa trời nói. Cô tu bao nhiêu? Cô tưởng tượng kiếp này của cô bao nhiêu? Hồi nãy bà này nói mấy năm. Bịa đại đi, success là bao nhiêu năm? 80 năm. Cái thời gian cô làm bậy kiếp trước bao nhiêu năm? Số kiếp. Thì cô tưởng tượng một thằng mà đấu với 1 tỷ thằng thì có nghĩa thằng nào mạnh? Cũng tưởng tượng đâu không? Chuyện vậy mà một đứa tiểu học nó cũng hiểu nữa mà nó đây xé bằng nhục. Nếu vậy tu chứ thầy. Hả? No. Cái chuyện mà nó cái chuyện mà kiếp này đó mà con đi đâu á là không quan trọng, quan trọng là mai này cô phải bây giờ phải ráng tu để mai mốt đừng có tái sanh nữa, nghe kể không? Thì trước khi mà thành thánh thì cái chuyện mà cô phải đọa là cô phải chấp nhận thôi. Chứ còn cô nói thôi giờ vậy có bao nhiêu tiền tôi làm anh ra thì bắt trả nợ thôi, tôi khỏi đi làm luôn, có nên nói vậy không? Có nợ là phải trả chứ, còn khi nào mà nó có dư ra thì mà làm giàu nghe.
chứ còn gì có nợ phải trả chứ. Giờ nói kiểu cô ôi tôi vừa nợ vừa thuế tùm lum, chắc tôi cũng đi làm tôi tưởng sao làm mất hết là vừa đắt nợ cho ông nội mất kiến là vừa phải trả thuế nhà nước thì thôi vậy em khỏi làm luôn. Vậy cô có làm gì đó được không? Chứ tôi làm không được, tôi vẫn phải đi cài tiếp, tôi vẫn phải về mỗi tháng tôi trả cho ông nội này được trả thuế nhà nước thì để phải làm, tại tôi còn nuôi con đúng không, chồng bỏ con đau bây giờ này còn ngồi giận nói vừa trả nợ vừa đóng thế dẹp khỏi làm luôn, hai mẹ con dắt nhau ra mà cầu ở. Cho nên đây cũng vậy, cái chuyện mà quý vị hỏi tôi là quý vị tu kiếp này mà có chắc đi lên hay không thì không, tôi mới nói chắc là bởi vì cái nợ quý vị nhiều quá, nợ xấu bad credit nhiều quá, tại vì bạn nghe nó bad credit bấm thằng đi làm nó bên trợ cấp xã hội và cái hướng này kiếm trước chắc Mỹ đen nè, nó chỉ có Mỹ đen nó suy nghĩ kiểu đó thôi. Cái da vàng nó không vậy, nó suy nghĩ kiểu rất là kỳ cục như vậy, nghĩa là người ta tao làm tao như như dẹp khỏi lào luôn, đang trợ cấp rồi ăn cướp tem nghe kiểu không. Cho nên á là quý vị nhớ chỗ này là đó đây ra hiểu hiểu được không, đây đây nó trổ xẹt thì ngay cái chỗ này kiếp này của tôi là đây năm nay 2017, nếu mà bữa nay tôi lăn đùng rồi tôi chết nè đó thì vấn đề là cứa nào trổ thì lúc này tôi không biết. Cái này như là mình đâu phải chọn được, không chọn được. Chỉ có thánh nhân, thật là cô phải là thánh nhân. Chỉ có thánh nhân, chứ còn phàm là hoàn toàn là do ông. Em kinh nghiệm cho mình. Biết trước thì nếu mà làm trước làm thiện rất là nhiều, với lại cái có cái thiện nó. Biết là thiện rồi. Mà hiểu thì maybe. Maybe. Bây giờ nãy tôi nói rồi, một bên nó là 5 thằng, một bên là 1 tỷ thằng thì nó đánh nổi hay không? Đôi khi nó đánh nổi là do nó may, nó hên á. Nó hên là mấy người kia đang ngủ hoặc đang phê thì mấy người lại trọt vô. Nhưng mà nó là hên. Các bạn có biết con cái gì cái tích mà con ngựa thành tro không? Dạ. Thì kiểu vậy nó đột nhập đó thì may ra. Thì còn nghĩa là ngay cái thời điểm nó không có mấy ông kia đó thì ông này ngon à. Mà chỉ có mấy ông kia chứ. Nên nhớ này nè, Đức Phật mà lúc gần tết đó ngày còn đi uống nước đục có nhớ gì đó biết đó ngày nói ngày nay mà Như Lai khác lắm rồi mà ngày nay ngày cầm cái bát ngày ra ngày thấy cái suối nó bị nước đục cái bầy bò mới đi ngang thì đỡ vô nó bạch Thế Tôn nước đục quá để mình đi thêm khúc nó mới có nước trong ngủ thì Đức Phật nói A Nan Như Lai khác lắm, Như Lai cần nước để Như Lai có sức để Như Lai đi tiếp thì A Nan ngày nói già nước đục lắm mà nó lạ nó khiếp là ngày nay bao nhiêu lần ngày nay thờ Phật biết Phật là ai chứ đâu phải biết mà mắc cái giống gì, cái mỗi lần Phật bị nạn là nghe đang thành người khác thì giống như nội gián vậy đó. Hiểu nội gián không? Nội gián là do địch cài cấm quần chúng nhân dân tay bèo mắt phớm là mùng tới mũi đó mà cứ lạ lắm, bình thường làm như thương Phật lắm mà hãy đụng chuyện mà Phật bị nạn cái là nghe đang trở mặt liền không cái tại cái nghiệp của Phật cũng khiết. Thí dụ như có một lần là lẽ ra là nghe đang thỉnh Phật sống thêm mà nghe đang tự nghe Phật nói gỉ mà nghe thèm nói ngài cứ tỉnh mơ ngài cứ ngồi vui vui thì cười cười tới hồi mà ngài biết Phật đã hứa niết bàn rồi ngài mới tá quạ ngài ra thì thua rồi. Lúc đó Phật mới nói là không vấn đề phải Như Lai mà vấn đề nằm ở A Nan, Như Lai nghe Như Lai nói mà A Nan không hiểu để mà tỉnh Như Lai trụ thế thêm. Rồi một lần nữa là mỗi khi ngài thương Phật lắm, ngài hiểu Phật là ai hết, Phật là người lập là nhưng mà bữa đó khi mà ông vô qua sự thế mà tả con vô điên ra thì ngày thương Phật thì sợ ông vô tấn công Phật, ngày hành động theo cái phản xạ là tự nhiên ngày ra ngày đứng trước mặt Phật. Mà trong khi mỗi khi ngày hiểu rằng không có bao giờ một cái chết nặng giác mà có thể chết thảm được hết, chết đàng hoàng chẳng thấy chết mà kiểu tào lao mà người ta nạn là không có mà mắc cái chứng gì mà nó bị ngày quên thì nó lại ra đứng trước mặt Phật lạ. Rồi một chuyện nhiều chuyện lắm là chuyện cuối đời khi mà Đức Phật ngày nói ngày năng như là khát nước, nếu mình hiểu theo trong kinh á Đức Phật ngài đã nói như vậy thì mình cứ đưa mình báo cho mình mốt. Nếu tôi không phong dùng được thì thôi, đó là theo ý của tôi, là tôi thật. Nếu mà tôi hầu sư phụ của tôi, mà sư phụ đã nói vậy là tôi chấp nhận vô tôi lấy nước ở trong nhà cầu tôi cũng lấy nữa. Rồi sư phụ, tôi lấy mà tôi nói sư phụ ơi, hiện giờ nhà không có nước mà sư phụ yếu quá rồi sư phụ cần nước thì con mốt, nhưng mà con nói rõ nha, nước thì nước trong nhà cầu. Hiểu không? Mà tôi dặn Đức Lão Mai này tôi hấp hối ở đây con làm ơn chiều cho tôi uống là cuối. Chứ đừng có mà sư trời người ta mưa mạc mua nước xuống. Tôi về được tôi kéo giò đó. Hiểu không? Thế là tôi chết cho tôi uống bút trong đâu cũng được hết. Nhưng mà có giải thích một câu nói sư nước thì nước rửa chén nha. Bây giờ sao bây giờ uống không? Tôi gấp gáp tôi cho tôi miếng thấm môi. Ít ra vậy. Còn đừng có mà ngồi mà quyết định giùm biết không?
nói ổng cũng đừng chết thôi cho nó chỉ chờ 1 tiếng rưỡi nghe, chờ ông xã con đi làm về sẵn ghé vô mạng mua nước suối mà lội xịn cho chị uống thì đó thì chết tôi rồi hiểu. Thì Nga anh đang ngày đã suy nghĩ như vậy, có tin là Nga anh đang đã suy nghĩ như vậy. Thì trong chú giải mới nói tại sao mà ngài đã suy nghĩ quái gở như vậy, tới ngài không tin Phật, đụng diện không tin Phật mới ghê chứ, coi Phật cái gì ngài đó. Thì lần thứ bậc ba tự nhiên lúc nó ngày cái quẹ nó đâu nó đi chơi bây giờ nó bèn trở về, tự nhiên cái trí nhà mình suy nghĩ đức Phật đúng bây giờ mình kêu mình 3 lần người ta lúc ngày mình cầm mình bát này đi ra mốt ngày đưa cái bát xuống là cái nước trong vắt liền. Thì lúc ngày mới nhớ à thì ra cái người mình hầu là chánh đẳng giác, chứ đó giờ mình tưởng ngày hầu tôi thôi. Trước đó ngày tưởng ngày hầu nhất nguyên đâu nhớ ngày hầu Phật, ngày mới nhớ ngay lúc đó ngày mới nhớ cái người ngày hầu là Phật chứ không phải là kinh Phật chứ. Có hiểu tôi nói gì không? Thì trong kinh nói tại sao có cái chuyện mà Thế Tôn phải chịu khác lâu như vậy. Về kiếp trước có một lần ngày đi chăn bò trong quá khứ, ngày thấy một cái con bò nó uống nước dơ, thì ngày không có nở, ngày nắm cái dây ngày kéo nó qua chỗ nước sạch cho nó uống. Thì mình nhìn trên cái nhìn thông thường thì đó là ý tốt đúng không? Nhưng mà trong cái ý tốt đó nó có một chút ác, tức là con người ta đang uống mà ngày kéo nó ra. Thì trong nó thì A Di Đà mà nó có một chút ác, chút xíu tâm. Thì cho nên bây giờ kiếp chót là ngày bị chết khác mà do người ta cũng có ý tốt với ngày. Nghe hiểu không? Tại vì ngày xưa ngày có ý tốt với con bò, cho nên cái khác cái ngày nó kéo dài, còn bây giờ ngày anh đang cũng có ý tốt với ngày, cho nên ngày cũng bị vì cái ý tốt mà khác thêm bạch lông. Rồi ngày bị mà tai nạn này tai nạn kia, như trong kinh đều giải thích hết. Bây giờ khuya rồi thì trong kinh đều giải thích tất cả đều có lý do hết. Lý do tại sao còn bị tới ngày mai mới nhớ nhắc, tức là ngày mai bánh lên lầu lấy những cái vali của tôi thì lấy hai cái nhưng mà cái áo của tôi để lại ở giường rồi tôi đỡ lại. Cho nên là cái tha lực cách là mình phải nhớ là ngay cả vị chánh đẳng giác ngày vẫn còn phải nằm ở trong cái dòng đó. Còn nhiều người hiểu lầm, họ hiểu lầm cái câu này, chư Phật không còn nằm trong dòng nhân quả là sao? Là chư Phật không còn tạo nhân nữa để mà chịu quả nữa, nhưng mà cái cũ á thì phải trả. Nói vậy nè, cô quên nữa, cô tên Ngọc Nga. Cô Nga bây giờ là coi như không còn nợ nần gì nữa hết. Cô Nga bây giờ không còn sợ cái đèn nợ nần nữa. Vì sao? Vì cô Nga mới vừa trúng độc đắc chiều nay 0.5 tỷ. Nghe kiểu không? Quen tôi nói không? Dạ. Tuy nhiên ngày hôm qua lúc đổ xăng ngày hôm qua tôi trả cô 30, cô chưa đưa tôi. Nghe không? Có ngày hôm qua 30 là cô ngoài cây xăng, cô nói thầy trả đi về đưa là cô chưa đưa. Nhưng mà bữa nay cô này mới nói mọi người, ôi chị của con bây giờ khỏe rồi, từ đây tới chết là coi như không có lo tiền bạc nợ nần nữa. Mà nói gì đúng không? Đúng chứ. Nhưng mà tại vì cô không biết con thứ nợ. Nhưng mà cái số của cô nó quá nhỏ. Trời ơi, được không? Cô nói được không? Cô đang nói chị con giờ từ đây tới chết là vấn đề nợ nần là coi như no problem. Còn cái chuyện mà ba chục tôi thêm mà này 20 bấm nhờ mua gì này, mua ba cái mặt đa ngồi quên trả nè. Thì bà ghi 150 mua đồ nấu chai nè, 150 mà cộng với 150 là 200 đúng, giờ còn nợ ba cái này 200. Mà bà mới trúng nửa tỷ thì cô có quyền nói là chị tôi bây giờ không có lo nợ nần đúng không? Thoải mái luôn, chính xác luôn. Mà trong khi rõ ràng cô này vừa nói xong là tôi bị ba cái đám này buôn lợi cái đòi nợ liền. Thì Đức Phật im chang như vậy. Đức Phật ngày không có dòng nằm trong dòng nhân quả đúng, bởi vì ngày không có tạo nữa. Nhưng mà còn mấy cái nợ lon con là ngài phải giải quyết cho xong. Bởi vì cái nợ mà ngài tránh được nó quá lớn đi. Cái vấn đề về tiền bạc thì tránh được quá lớn, mà còn cái vấn đề mà ngài phải trả nó không có đáng. Cho nên trong kinh ngài nói thế này, các vị theo một vị thánh tu đồ quần á, giải quyết cái vấn đề mà vị thánh tu đồ quần giải quyết được nó nhiều như một dãy núi. Mà những vấn đề còn dư lại mà vị này phải giải quyết nó ít như 7 hòn sỏi vậy đó. Giờ mới về này, ngày mai gặp ngày mai mấy giờ? 9 giờ thì giải. Xong thì mai 8 giờ được không? Dạ được. Sáng. Nhưng mà mấy người hồi nãy về họ đâu có biết thầy 8 giờ. Mấy cái người đi hồi nãy xếp đề sớm là ngày mai họ đến chỗ luôn.